ngày 18 tháng 5, gia đình tôi tổ chức một cho em bé. Bé theo như các cụ gọi là thôi đôi, là hết năm đôi. Mời các ông các bà lên lên chúc mừng cho bé. Hết năm đôi đó, chị ơi, giờ chị cũng không nữa. Rồi, đi. Thôi chúng ta lên đây nhé. Cảm ơn ông bà.